có thi ở nhà của bố mẹ. Cái nhà màu trắng có cái xe máy kìa là của bố mẹ. Bây giờ buổi sáng có thi đi ăn sáng. Tí nữa sẽ quay một vòng trong nhà. Bây giờ Cao Thi sẽ quay một vòng trong nhà của bố mẹ. Đây là nhà bố mẹ mua để dành khi nào mình đi Việt Nam mình ở. Đây là lần đầu tiên Cao Thi ở đây. Bây giờ đi quay một vòng. Ở đây là phòng khách. Đây là phòng ăn. Đó là dì bé đang nấu đồ ăn. Bây giờ đi lên lầu. Đây là phòng ngủ. Xong đây là washroom. Oh. Ở đây bố mẹ để rộng ra, mình không có làm phòng nhiều. Ở đây là lầu 2. Bây giờ Cathy lên lầu 3 Cathy đang ở lầu 3. Mình dọn hết vali lên lầu 3 ở. Lầu 3 cũng có một phòng ngủ đây là phòng washroom. Phòng ngủ nó không có ai ngủ, khi nào bố mẹ về là ở. Tầng này Cathy ở. Hello Kata. Hello. Again. Mom, you can go away so we can come in again. Okay. Đi ra ngoài balcony. Các cái chanh.
Xin chào. Xin chào. Bây giờ đi xuống. Đây là bún bò. Buổi sáng dì bé đi mua bún bò, đem cái tô qua cho qua cái tiệm người ta mua rồi đem về luôn. Dì bé mới đi chợ về mua nước mía, mua dừa, mua bánh canh, đem theo cái son đi mua. Xin giới thiệu, đây là dì bé. Đấy, con nhà, con nhà. À, dì bé là... À, dì bé là em của mẹ nè. Mà hồi nhỏ là dì bé ở với cà phê á, mà dì bé nấu đồ ăn cho cà phê ăn mà nấu không có ngon. Nấu dở lắm, cà phê ăn hoài không có lớn lên. Ăn đi. Ừ, chả không có cái ớt mà đâu, cái ớt mà xay á. Ớt xay đó chưa trúng á, cái người này không nhớ, cái phần ớt xay đó là tối. Tối không có ớt xay, tại vì nó kia nó bán cho người con. Dì bé đem cái son đi mua bánh canh thì bỏ trong bị nó bị nóng á. Buổi sáng người ta cũng bán, tưởng buổi chiều là... Sáng sớm bây giờ là con ăn đầy đủ nhất. Trưa là không có, chiều thì nó không có bằng buổi sáng. Vừa gì bé chắc tủ lạnh nha. Cái máy cháy bị chặt rồi, khi rượu uống nó thì biết nè. Là bao nhiêu tiền một ly? 10.000. Là rẻ hả? Ừ. Mấy 10.000 mà ra ngồi quán lớn thì nó bán 20.000, 30.000. Còn mấy quán mà nó bán nghe thấy ra thì 10.000. Dì bé đang nấu đồ ăn, dì bé đi chợ xong mà mua trái cây. Không biết canh gì. Nắm cho con à. Tối là ba mình lên mà nó nắm bỏ rồi đó. Bây giờ giới thiệu lại nè. Đây là dì bé nè, là em của mẹ của cà phê. Xin chào dì bé. Hello. Khỏe, chẳng gì. Tại hồi sáng dì bé đội mũ với lại đeo mặt nạ không thấy mặt. Dì bé là hồi nhỏ là có thể nhớ là dì bé nấu đồ ăn dở lắm. Rồi bây giờ bé tươi nè, mi nè, đó nhiều đó. Ngon đó, chuối nè. Ok, bây giờ mấy chục năm rồi dì bé nấu canh chua cho cà phê ăn. Mà nấu phải chua nha. Đúng rồi, mì ngon, mì chua, mì trái nữa con. Ok, cái này cái gì? Cái tép là cái câu đó, cái tép nó chua ngon lắm. Tươi nữa, con mắt con thấy nó xanh lè không? Ủa hả? Khi nào con ăn rồi chứ bỏ rau, bây giờ cứ rửa sẵn rồi lại đi dán nó lại để khi nào ăn thì cho nấu. Hàng ngàn như vậy đó ngon lắm.
nóng nóng tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.